Triệu Quân Sự tiếp tục trốn chạy. Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa khi đang chấp hành hình phạt tù chung thân. Tối ngày 31 tháng 5, xác nhận Triệu Quân Sự, sinh năm 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã vượt ngục. Đây là đối tượng đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, nằm trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan quân sự đã báo cáo và hiện đang trong quá trình điều tra, truy tìm. Nguồn tin cho hay, thông tin ban đầu được biết, chiều tối ngày 31 tháng 5, đối tượng Sự đã trốn khỏi trại giam, hiện đang lẩn trốn trong khu dân cư. Triệu Quân Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp của, manh động và nguy hiểm. Công an thành phố Thanh Hóa đã phát đi thông báo cảnh báo nguy hiểm để nhân dân biết và cảnh giác. Người dân khi phát hiện không chủ động tiếp cận đối tượng, thông báo cơ quan chức năng gần nhất hoặc gọi theo số điện thoại 0983736704. Đặc điểm nhận dạng đối tượng Triệu Quân Sự, cao 1m60, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách sau đuôi lông mày trái 1cm. Trên địa bàn xã Thành Long, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng truy tìm đối tượng từ 19 giờ tối ngày 31 tháng 5. Theo hồ sơ, Sự là quân nhân thuộc quân khu Y, tỉnh Thái Nguyên, thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi đang là binh nhì. Năm 2012, Sự giết nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng. Một ngày sau, Sự bị bắt khi đang ngủ trong nhà nghỉ ở Thái Nguyên. Đầu năm 2013, Tòa án quân sự quân khu 1 phạt Sự tù chung thân với 3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ. Cuối 2015, khi đang thụ án tại trại giam ở Quảng Ngãi, Sự cùng một phạm nhân khác đã cưa xong sắt cửa sổ buồng giam và đào thoát. Tại phiên tòa, bị cáo Sự khai việc trốn chạy là do áp lực từ công việc, quy định của trại giam. Bị cáo cho rằng trại giam quá khắt khe. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù tội trộm cắp tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội là 6 năm tù. Tổng hình phạt chung thân tại bản án số 3/2016 hình sự sơ thẩm ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Tòa án quân sự quân khu 5 buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là chung thân. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày 18 tháng 12 năm 2020.